gì trong thế gian này mà chỉ có một mình Giê-xu, thì cơn gió thôi đi hết mọi điều, Ngài vẫn sống trong tim tôi hoài. Không có gì dâng hiến cho Ngài ngoài bao lâu thương và mất mát. Tôi gom hết những mảnh vỡ cuộc đời và đặt hết dưới chân tiền.